phải không quý vị? Là tại vì mình cứ chần chừ, cứ do dự tu giải đãi, thấy cõi đời này nó thật, nửa muốn tu mà nửa muốn không, nửa muốn về Tây Phương Cực Lạc mà nửa muốn làm chúng sanh, nên chúng ta tu kiếp nào cũng tu mà đều tu sảy hoài, không có giải quyết được. Thôi giờ hôm nay trong cái cơ hội này, chúng ta phải giác ngộ, biết cảnh đời này vô thường giả tạm, chúng ta không bám víu cõi đời này nữa, phải không? Sống ở đây thân tuy còn tục nhưng mà tâm lìa cõi mê. Vậy thì ở đây đâu có gì mình biết, phụ mẫu thâm ân chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điểu đồng lâm túc, đại hạn lây thời các thị phi, cha mẹ ơn sâu còn cách biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, tuồng đời nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô bác đại diện trong thân tộc, kính thưa chú thím hai đại diện trong gia đình, cũng là chủ sự trong ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm cho thân phụ của chú hôm nay, kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em hiện diện kính mến, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay vào ngày 21 tháng 9 năm Quý Mão, cũng là ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm cho thân phụ chú hai trong nhà cũng như nội tổ của đồng đạo linh, giờ đây được trong tình thân tộc láng giềng đồng đạo gần xa trở về đây để tham dự trong ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm hôm nay rất là đông đủ, làm cho buổi lễ càng thêm long trọng. Chút lát nữa đây chúng ta cùng nhau mỗi người cầm một nén nhang để cùng hợp với gia đình thành tâm cầu nguyện nhờ Đức Phật cứu độ vong linh người quá giảng được chiêu sanh về cảnh giới Đức Phật. Nếu người quá giảng có giải thoát rồi cũng nương theo công đức này mà tăng thêm phần phẩm vị ở Tây Phương. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay trong gia đình chú hai thật là người con có hiếu đối đến người thân của mình đã ra đi, trong ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm tổ chức long trọng và còn trao đổi Phật pháp, nhắc lại lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy, vì Đức Thầy chúng ta đi xa vắng để lại cho chúng ta một cuốn kho tàng pháp bảo vô giá. Đây là lời của Phật Đà rút trong các lực các kinh để dạy cho chúng ta. Nhân dịp đám giỗ, tất cả các chương trình khác, chúng ta đem giáo lý của Đức Thầy để bàn, để chia sẻ cho nhau trên bước đường tu tập. Vì hôm nay trong ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm mà trao đổi Phật pháp, nó có nhiều cái lợi ích như sau. Phần thứ nhất, chúng ta được tạo cái công đức phước duyên hồi hướng cho người quả giảng trong ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm, đó là lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai, chúng ta được đoàn kết thương yêu nhau như con một cha để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Vì sự đoàn kết, vì sự thương yêu nhau, chúng ta đến đây để giúp cho gia đình làm tròn bổn phận hiếu thảo người con đối với người cha mẹ đã ra đi trong ngày chánh lễ kỷ niệm. Vì thì lợi ích thứ hai là chúng ta được đoàn kết thương yêu nhau. Hai chữ hòa hảo, hòa là thuận thảo, hảo là tốt đẹp. Lợi ích thứ ba, chúng ta nhắc nhở cho nhau để chúng ta đồng tu đồng tiến cho đến ngày thành công viên mãn, chúng ta được chứng quả dự hội long hoa khi giảng sanh về Cực Lạc để hưởng cái cảnh là bất sanh bất diệt trường tồn. Đó là cái việc làm mà có tín đồ Phật giáo hòa hảo. Kính thưa toàn thể quý cô bác, đó là cái lễ thứ ba, chúng ta được trợ duyên cho nhau trên bước đường tu tập. Cái thứ tư được lợi ích đó, chúng ta truyền bá cái đạo của Thầy. Vì đạo của Thầy nếu mà tín đồ không truyền, gia đình tổ chức cũng là gọi là truyền, quý cô bác mình ngồi đây ủng hộ Phật pháp cũng là truyền. Tôi cũng đem cái tâm sự, sự học hỏi kinh nghiệm trong đường tu của mình nói lên những cái mình hiểu biết được, cũng gọi là truyền. Vậy thì hôm nay chúng ta đến đây, cái mục đích tuy mặc dầu
ủng hộ cho gia đình làm tròn bổn phận hiếu thảo, nhưng mà trong đó nó có nhiều cái lợi ích cho đạo, nó quý báu dữ lắm, không có gì bằng. Hôm nay chúng ta đến đây mà nói chuyện đời, nói việc thế gian, rồi chút xíu đó chúng ta cúng nó không có thanh tịnh được, mà trao đổi Phật pháp đó, thì quý vị mình biết ai cũng trở lại nội tâm để lắng tai nghe Phật pháp. Tôi nói đây tôi cũng đem hết cái tâm cảm của mình để nói, như vậy thì người nói người nghe đem lại cái tâm thành, tâm thanh tịnh của mình, rồi chút lát ở đây chúng ta cầu nguyện kết quả rất là cao. Thì thôi giờ trong giờ này thì được trong ban tổ chức cho chúng tôi gặp gỡ với cô bác mình qua khoảng một tiếng đồng hồ. Kính thưa toàn thể quý vị, Phật pháp khai thông, khổ hải trùng trùng tâm bất khiếp, trần duyên bế tắc liên đài điệp điệp đạo vô cùng. Phật pháp khai thông, Phật pháp là gì? Phật pháp có nghĩa là lời của Phật. Lời của Phật dạy mình đem cái giáo lý tình thương, đem cái lời phải, cái lời chân chính để dạy cho mình, như vậy gọi là Phật pháp. Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn. Hôm nay sống giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy gọi là Phật pháp. Vậy thì Phật pháp khai thông, chữ khai thông có nghĩa là chúng ta mở ra được, hiểu được cái ý, hiểu được cái nghĩa lý trong sống giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy, thì chúng ta hiểu hết chân tất cả giáo lý của nhà Phật. Vì Đức Thầy rút trong các lực các kinh gọi là Phật pháp khai thông. Chúng ta nhờ tu tập, nhờ nghiên cứu, nhờ học hỏi và nhờ cái sự thành tâm tu mà lâu ngày như vậy đó, chúng ta được hiểu được Phật pháp, như vậy gọi là Phật pháp khai thông. Nhưng mà trong cái khai thông đó đâu phải bình thường, chúng ta phải ra công tu tập, chúng ta phải ra công học hỏi, như vậy gọi là khổ hải trùng trùng tâm bất khiếp. Khổ hải nghĩa là cái khổ nó lớn như biển vậy đó. Chúng ta trên đường tu ăn chay cúng lại, làm lành niệm Phật, nghiên cứu Phật pháp nó rất là khó khăn, còn bị người ngoài quỷ bán khinh chê vì tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, phải không quý vị? Cho nên khổ lắm. Nhưng mà chúng ta đừng có sợ khổ hải, nhưng mà trùng trùng chứ trùng trùng rất là nhiều, nhưng mà tâm bất khiếp. Tâm bất khiếp có nghĩa là tâm không sợ, kiên gan, tâm phải mạnh mẽ để lo tu. Gặp hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải vượt qua hết tất cả, như vậy gọi là khổ hải trùng trùng. Tuy mặc dầu khổ nhiều mà cái tâm của mình bất sợ, không có sợ, như vậy gọi là tâm bất khiếp. Được như vậy thì sao? Thì trần duyên bế tắc. Trần duyên bế tắc có nghĩa là việc thế gian này mình không còn ham muốn nữa, cái gì nó cũng đứt hết, không còn ham muốn nữa. Danh lợi tình tứ độ tường, tất cả những cái ghiền nhiễm từ xưa đến nay bây giờ bế tắc, nó không còn đeo bám mình nữa. Tại vì mình có trí huệ, mình có sự tu hành, có sự hành đạo, thì bắt đầu mấy cái này nó không đeo bám mình nữa, mình chẳng còn mê nhiễm nữa, thì gọi là trần duyên bế tắc. Được như vậy thì liên đài điệp điệp đạo vô cùng. Liên đài là gì? Liên đài là cái hoa sen, cái đài sen ở bên cảnh giới cực lạc á, đang chờ đợi cái người tu có niệm Phật, có tính nguyện hạnh, có làm lành thì xin mãn chung để về bên đó để mà gá ngự vào đài sen. Thì hôm nay đó là cổ hải trùng trùng tâm bất khiếp, trần duyên bế tắc thì liên đài. Liên đài điệp điệp, điệp điệp cũng là trùng trùng đó. Liên đài điệp điệp đạo vô cùng, chừng đó chúng ta đắc đạo giải thoát, an vui tự tại. Gặp Phật lo gì mà chẳng khai ngộ, gặp Phật lo gì mà chẳng thành Phật, phải không quý cô bác? Ở bên đây tu thì khó, nhưng về cực lạc rồi có trưởng giả Phật A Di Đà bảo kê cho mình, bảo kê cho mình thì chắc ăn mình sẽ làm Bồ Tát, trở lại cứu giúp ông bà cha mẹ và cứu giúp tất cả chúng sanh. Còn một kiếp cuối cùng trở lại Phật cho mình thành Phật, thì nhất định chúng ta tu sẽ thành Phật, sẽ được giải thoát an vui. Thôi giờ kính thưa toàn thể quý vị, thì cái phần hôm nay sư ngôn giới thiệu là cái phần để chúng ta trao đổi giáo lý với Thầy, cái phần nghi vấn. Phần này rất là khó vì giáo lý Thầy thâm sâu mà ý của phàm phu mà đo đạt thì nó rất là khó. Thôi giờ khó khó cũng phải cố gắng mà làm. Bữa nay tôi cũng không có lo, tại vì bữa nay có anh Tư Phương, rồi có ông Đậu Hải nữa. Không có Tư Phương, cái gì khó khó tôi trao lại cho anh Tư Phương, còn cái gì dễ dễ thì tôi làm trước, phải không vậy? Thì bữa nay có anh Tư, anh bao kê phía sau, không có sao trơn trọi, không sợ. Thì thôi giờ kính thưa toàn thể quý cô bác, thánh ý ưu thầm phàm tâm nan đắc, lời của Phật thánh cao siêu, ý của phàm tâm khó đo đạt. Thôi giờ đến đây xin tạm dừng lời nói đầu để trả lại cho sư ngôn. Nam mô A Di Đà Phật. À, giờ đây mình xin mời ở dưới cho mình lên cho đề đi.
Ông Tâm. Rồi, cho mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy. Kính thưa giảng viên, trong giáo lý đức thầy pháp câu: thế trần tạm giả gã đời ta, lướt khỏi không mê, khỏi ái hà, nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không chắc chớ lìa xa. Vậy là thế trần tạm giả gạt đời ta gạt như thế nào? Sắc không không chắc chớ lìa xa, sắc không không chắc như thế nào? Xin giảng viên giải dùm thầy thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua được chú Tám lên đây điêu bốn câu giảng của đức thầy. Ở bốn câu giảng này gác thưa quý vị: thế trần tạm giả gạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ái hà, nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ điều xa. Diệu quyền chân lý nôi đường sáng, ảo thực tà tâm kiếm nẻo ra. Ở đây nằm ở trong cái bài là Tỉnh Bạn Trần Gian, phải không Tám? Dạ, Tỉnh Bạn Trần Gian. Thì bài này đức thầy viết ở tại nhà thương Chợ Quán lối Thắng Chạp. Bài này dài 80 câu, 10 bài như vậy đó. Thì kính thưa toàn thể quý vị, đọc lên hai câu trên đức thầy nói: khuyên người chí sĩ mau mau tỉnh, giấc mộng nam kha chốn thế trần. Thế trần tạm giả gạt đời ta, mới lướt khỏi sông mê khỏi ái hà. Thôi giờ bắt đầu tranh thủ thời gian quý vị, để sau thời gian còn anh Tư nữa, Tư Phương nữa. Thì kính thưa quý cô bác và anh chị em, thế trần tạm giả gạt đời ta. Thế trần là cảnh thế gian này chúng ta đang ở đây, cảnh đời dương gian, hoặc là thế trần đây là chúng ta đang ở đây, cái cõi đời mà chúng ta đang sống đây thì gọi là thế trần. Nhưng mà trong cái thế trần này sống đó, lo giàu lo nghèo, lo tranh đấu lo hơn thua, ai cũng tìm kiếm cái hạnh phúc của mình, rồi lo đầu tắt mặt tối, bán thân mẹo dậu để tìm kiếm một cái gì đó cho mình sống địa vị giàu sang hạnh phúc, lên xe xuống ngựa cứ tranh đấu hơn nhau cái chỗ đó. Cho nên chính vì thế đó mà ở thế trần này tranh đấu để tìm kiếm những cái giàu sang hạnh phúc. Nhưng mà trong cái giàu sang hạnh phúc đó, nó không có tồn tại, nó cuối cùng lại nó trở thành cái số không chứ không có gì khác. Cho nên đức thầy mà nói tiếp là tạm giả. Tạm giả là gì quý vị? Chữ tạm giả, chữ tạm là mượn đỡ một thời gian thôi, giả là không có thiệt. Vậy thì tạm giả là nó một thời gian nó ngắn ngủi. Thí dụ giờ con người sống 80 tuổi thì mượn thế trần này sống được 80 tuổi. Người 70 tuổi thì mượn được 70 năm. Người được 60 tuổi thì được 60 năm. Và có người mới sinh ra mượn có ngày một chết, phải không quý vị? Vậy thì thân này cũng là giả, giả tạm không có thật, vì đất nước gió lửa hiệp thành. Và thân này cũng là cái ngũ quẩn dây không, không có gì thật sự. Mà nếu mà thân này giả tạm, thân này đất nước gió lửa ngũ quẩn dây không, thì thế trần này nhà cửa ruộng vườn tiền bạc tài sản vợ con tất cả nó đều đi theo cái lý vô thường đó, chứ không có gì là thật. Cho nên chỗ này đó, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa sông Diêm Đài. Phước nhiều thì tiên cảnh lên dài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thẩm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy khung linh hồn. Chỉ có cái là ngày nay sớm đến Phật đàn mau lo tu giác ngộ, ngày mai chết bữa nay tu cũng được giải thoát an vui, phải không quý vị? Năm sau chết năm nay tu cũng được giải thoát an vui. Vậy thì tu phải ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Cho nên chỗ này đức thầy đánh giá rằng con người sống ở trên thế gian này mỏng manh vô thường, không có gì là thật sự, cho nên gọi là thế trần tạm giả. Quý vị coi trong kinh hoặc là trong một đoạn tôi có thấy như thế này: Nam Lai Bắc Tảo Tây Đông, Kháng Bắc Phù Sanh Tổng Thị Không, Thiên Giả Không Địa Giả Không, Nhân Sanh Hiểu Hiểu Tại Kỳ Trung, Thê Giả Không Tử Giả Không, Quỳnh Tiền Hữu Lộ Bất Tương Phùng. Dịch nghĩa: xét cho cùng Nam Bắc Tây Đông, gẫm kiếp phù sanh vốn thiệt không, trời cũng không đất lợi cũng không,
người sanh cõi tạm như mây khói, vợ con cả thải cũng đều không. Trên bước quỳnh tiền đâu gặp đặng, vàng cũng không, rồi tiền lại cũng không, nhắm mắt rồi nắm lấy tay không. Thương mấy người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có như không. Vợ con cha mẹ lâu rồi chết, danh lợi giàu sang rốt cuộc không. Trăm khéo trăm khôn toàn giả dối, ngàn mưu ngàn kế cũng hoàn không. Suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng phủi không. Vì thì cái gì là của mình? Cho nên chỉ đó mà ở đây là ở một cái quán trọ ven đường, rồi cuối cùng hết duyên hết nợ rồi thì đi. Ông nội mình đã đi, ông cha mình đã đi, rồi tới mình đây cũng đi, con cháu chết thì cũng phải đi theo cái đường mòn của cái sanh già bệnh chết mà không ai thoát được. Cho nên mình không biết, cho nên mình mới bám víu ở đây, mình nói là thiệt, nói là thật cảnh của mình. Cho nên mình ở đây hoài, mình không chịu về Tây Phương Cực Lạc, phải không quý cô bác? Mà thầy nói là thế trần tạm giả, gạt đời ta, nó gạt mình hồi vô lý kiếp tới bây giờ rồi, chứ không phải mới đây đâu quý vị à, phải không? Vô lý kiếp thầy nói xét cõi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới, vô lượng thứ. Còn thầy nói đó, vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả dĩ, nên còn mới đầu thai làm con người ở thế gian, nhiều kiếp tu dữ lắm rồi. Hồi thì Thuyết Phật Bà Thi, Tỳ Bà Thi, Đức Phật thứ nhất đó, dài dài chứ Đức Bảy Vị Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta thường có mặt. Thầy chúng ta ở Ta Điên Thở Tam Hoàng Thượng Cổ, mình cũng có mặt ở đời Thượng Cổ nữa. Nhưng mà tới bây giờ mình cũng vẫn còn là chúng sanh, chưa có giải thoát được, phải không quý vị? Là tại vì mình cứ chần chừ cái do dự tu giải đãi, thấy cõi đời này nó thật, nửa muốn tu mà nửa muốn không, nửa muốn về Tây Phương Cực Lạc mà nửa muốn làm chúng sanh. Nên chúng ta tu kiếp nào cũng tu mà đều tu sảy hoài, không có giải quyết được. Thôi giờ hôm nay trong cái cơ hội này, chúng ta phải giác ngộ, biết cảnh đời này vô thường giả tạm, chúng ta không bám víu cõi đời này nữa, phải không? Sống ở đây thân ti còn tục, nhưng mà tâm lìa cõi mê. Vậy thì ở đây đâu có gì mình biết. Phụ mẫu thâm ân chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điểu đồng lâm túc, đại hạn lây thời các thị phi. Cha mẹ ơn sâu còn cách biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly. Tuần đời nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi. Vậy thì ở đây đó, tất cả thế gian này nó là giả tạm vô thường. Cho nên câu này Đức Thầy nói thế trần tạm giả, gạt đời ta, nó gạt bình vô lý kiếp. Chiến này đừng để cho nó gạt nữa. Chiến này nhất định không đầu thai trở lại chung cho bụng bà mẹ một lần nữa. Có chung có đầu thai là phải đầu thai vào hoa sen bên cạnh với Cực Lạc, không có bị giả tạm vô thường ở trên thế gian này nữa. Thôi giờ câu này gọn gọn cho qua, tới câu thứ hai. Nước thế trần tạm giả, gạt đời ta, bây giờ lướt khỏi sông mê, khỏi ái hà. Chữ lướt là gì? Chữ lướt có nghĩa là chúng ta vượt ngang, như vậy gọi là lướt. Mà vượt ngang cái gì? Sống ở trong cõi trần, sống trong cõi đời mà chúng ta không ghiền nhiễm, như vậy gọi là lướt. Lướt có nghĩa là chúng ta sống nhẹ nhàng cái cảnh là không mê nhiễm ở trên thế gian này. Vì biết cõi đời này vô thường giả tạm, rồi mê nhiễm để làm gì? Đeo bám cái giả để làm gì? Cuối cùng chúng ta được cái gì? Không có gì hết. Cho nên chúng ta phải tìm cái thật là cái tu. Cho nên hôm nay quý cô bác mình quá quá hay, vì nhận thức được cái giáo lý của Đức Thầy mà tu. Người nào người nấy mặt mài trang nghiêm hiền từ đức hạnh, là quý cô bác mình tu gần chỗ cái quả hết rồi, phải không quý vị? Vậy thì chiến này gọi là lướt khỏi. Lướt khỏi nghĩa là chúng ta ra khỏi, ra khỏi tứ độ tường, không còn nhiễm tứ độ tường nữa, tủ sắc tài khí không còn nhiễm nữa. Rồi chúng ta lướt qua lục căn lục trần, không cho nhiễm lục căn nữa. Rồi chúng ta lướt qua thập tam ma, là thất tình lục dục. Rồi những cái mà tham sân si nhân ngã, chúng ta lướt ngang hết. Vậy là ý gọi là lướt khỏi sông mê, là không còn nhiễm nữa. Cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bực hiền. Hay hoặc là tập ở an theo nết thánh hiền, lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nói chí. Vậy thì mình dòm con thánh không tu cái gì, dòm con Phật không tu cái gì, phải không quý vị? Mình bắt chước theo mấy ông đó. Chứ còn mấy ông đời ở trên thế gian này, ông nghiền nhiễm mình bắt chước theo ông, thì mình cũng vẫn là người chúng sanh còn nghiền ở đây thôi. Vì nhất định là chúng ta bắt chước theo cái lời Phật thánh, bắt chước theo quân tử thánh nhân, để chúng ta chiến này lột xác, để mà chúng ta được an vui hạnh phúc đời đời kiếp kiếp. Mãi quý cô bác chỉ là lướt khỏi. Mà lướt khỏi gì đây? Sông mê. Quý vị coi sông mê, chữ sông mê đó là mình mê như sông, mình mê như biển ở đây nè. Sông mê bể khổ,
mà mình ở đây mình cứ mê hoài ở trên thế gian này. Mê cái gì quý vị? Mê danh, mê lợi, mê tình, mê ăn, mê ngủ, mê trên thế gian này. Năm món ngũ dục làm cho mình cứ say sưa trên thế gian này không buông ra được. Càng mê càng bước xa dần, càng gây nghiệp chướng, càng đần độn lung. Biết ác mộng phải bừng tỉnh dậy, thấy lầm đường thì chạy mau ra. Nếu tâm còn chút dần già, mộng sầu càng nặng, lầm xa càng nhiều. Vậy thì mê với tỉnh nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử, khỏi mang tiếng rớt. Vậy thì chứ này thức tỉnh, chúng ta không còn mê nữa, cũng không còn ngà ngà nữa, mà thức tỉnh đàng hoàng, thật sự là thức tỉnh. Một giấc mơ màng, một giấc say, tỉnh hồn mới biết cuộc trần ai. Trần ai rài đã xa phiền lỵ, ráng bước qua chuông kẻo nửa hoài. Ráng bước qua chuông là cố gắng lo tu, qua chuông là qua cái khổ, qua sanh tử luân hồi. Ráng bước qua chuông kẻo nửa hoài. Vậy thì nếu mà kẻo là coi chừng, chính là chúng ta mà không có cố gắng mà lo tu đó nghe, coi chừng bị sanh tử luân hồi nữa đó, trong phải chơi phải không quý vị? Vậy thì chuyến này đó là nợ thế âu tôn tròn nợ thế, đường tu sớm liệu dạng đường tu. Thôi giờ ở đây cư sĩ tại gia mắc kẹt ở đây lo làm ăn, nhưng mà nhất định phải tu mới được, dành thời gian để tu. Năm mần năm tu như vậy là chuyến này chúng ta tìm đường giải thoát, bỏ cái giả chúng ta có cái thiệt. Thôi là nước khỏi sông mê khỏi ái hà, là chúng ta không còn ghiền nhiễm ở trên thế gian này nữa. Thân ti còn tục mà tâm lìa cõi mê, lánh thân ra khỏi kẻo mang tay, tầm nẻo cao siêu đến Phật đài, bến giáp thần tiên mau trực sẵn, bể mê phàm tục phải cao bay. Nợ duyên đeo đắm nơi đời tạm, kiếp số lưng chìm trốn gốc gai, gài gặp mưa nhừng ân thánh đế, cam lồ tưới tắt lửa trần ai. Vì chiếc này là lấy nước cam lồ của thầy tưới một cái cho nó dịu hết cái lòng của mình, không còn kiềm nhiễm trong tâm nữa hả quý vị. Thôi giờ tới câu thứ ba, nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt. Hai câu trên, câu đầu tiên đức thầy dạy chúng ta là thế trần tạm giả gạt đời ta, chúng ta phải giác ngộ, phải kiến đạo, phải thấy rõ ràng. Câu thứ hai, lướt khỏi sông mê khỏi ái hà, là chúng ta cố gắng lo tu. Bây giờ tới câu thứ ba cũng phải tu nữa mới được. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt. Nhân ngã là gì quý vị? Chữ nhân là người, mà chữ ngã là ta. Nhân ngã người và ta, rồi ta và người. Ta cứ phân biệt người và ta, ta trọng hơn người, ta quý hơn người, ta hay hơn người. Cho nên coi người khác đó dưới mình như vậy đâu, mình ai đụng tới mình, ai phản ứng tới mình, ai nói xấu tới mình không chịu. Cho nên cho nó mà mình coi mình trọng hơn hết. Cho nên mình cứ phân biệt hoài như vậy đó, cho nên gọi là nhân ngã. Phải không quý cô bác? Mà thầy nói đó, khóa ngũ quẩn rứt lần tham ái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thể hiện chức trừ tử sanh. Còn ở trong quyển tư đức thầy dạy, lời ta dạy hãy nêm suy nghiệm, phải phá tan ngũ quẩn trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tiệt. Chữ gây gỗ là sân hải diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chứ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Vì vậy hôm nay chúng ta dẹp nhân ngã, đừng nhân ngã nữa. Người kia cũng đồng đạo của mình, người kia cũng là nhân loại quan thân như mình. Chúng ta phải đặt vào cái tình từ bi của Đức Phật, phải thương nhau như một. Và đặt cái tình từ bi của Đức Phật, cái tấm lòng bình đẳng như nhau, thương người như vậy thì chúng ta mới có cái cơ hội để chúng ta phiên người ta tu được. Còn mình thấy ai cũng ghét, thấy ai cũng ấy thì mình làm sao phiên người ta tu được. Phải không quý vị? Ra chiến này chúng ta phải nhân ngã, đừng có nhân ngã nữa, mà ngã nhân đừng cách biệt. Vậy thì người và ta mình đừng có cách biệt nữa, mà phải coi như một. Như vậy đó là cái người đó cái tâm đạo rất là cao mới tu được mấy cái này. Còn tâm đạo yếu thì chúng ta còn phân nhân ngã. Đức thầy nói, muốn khai kinh thả cá, trời chưa cho thỏ dạ, gặp bụi quá thâm mưu, đời đầy câu nhân ngã. Đời ở đây tới đầy câu nhân ngã, tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Ở đây chúng ta cứ phân nhân ngã hoài, làm sao chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi được? Phải không quý vị? Ra chiến này đức thầy dạy chúng ta là nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt. Người và ta, ta và người, chúng ta coi như một, đặt coi như là anh em ruột với nhau. Phải không? Phải thương nhau cho có một nha, để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Ngày xưa Đức Phật kêu ông Tu Bồ Đề nói thế này: này Tu Bồ Đề,
nếu một vị Bồ Tát nào mà còn nhân còn ngã, còn chúng sanh thọ giả, mấy cái này đó, còn nhân còn ngã, còn chúng sanh còn thọ giả, còn thấy ta thấy người và thấy chúng sanh thấy thọ giả, như vậy là chưa phải là cái hạng Bồ Tát. Bồ Tát phải đánh đủ mấy cái này mới được. Cho nên thầy dạy chúng ta là phải nhân nhẹ nhẫn từng cách biệt. Thôi giờ câu này cho qua. Tới câu thứ tư là sắc không, không sắc chớ lìa xa. Sắc không là hai cái món, sắc là có hình tướng thấy được, như vậy gọi là sắc. Nhưng mà không, không là nó không có hình tướng, nó vô vi bất tận, chúng ta không thể nào thấy được cái hình tướng. Thôi bây giờ mình lấy cái gì mà sắc không có gì? Sắc không đó, nếu mà nói về mà bình thường đó, sắc là chỉ cho cái thân của con người đây, cảnh vật ở trên thế gian này đây gọi là sắc. Mà không có nghĩa là chỉ cho cái tâm chân như Phật tánh của mình ở bên trong thì gọi là không. Vậy thì sắc không, hai cái này mà thầy nói là sắc không, không sắc chớ lìa xa, chúng ta cũng phải lấy tập trung lại để mà tu, chứ chúng ta phân biệt cái không được. Nói giờ thôi lấy cái tâm thôi, bỏ cái tướng. Vậy thì cái tướng này mình hủy hoại nó, mình giết nó đi, thì tướng ở đâu mà tu? Lợi dụng cái thân giả tạm này đặng chúng ta ăn chay niệm Phật làm lành, để đem vào trong tâm của mình, để tìm kiếm Phật tánh của mình. Vậy gọi là sắc không. Chúng ta phải tìm mượn cái lợi dụng cái giả này mà chúng ta tìm kiếm cái thiện, vậy gọi là sắc không. Còn nói sâu thêm nữa đó, sắc không á là trong kinh Bát Nhã nó có một đoạn như thế này: sắc bất tức thị không, không bất tức thị sắc. Ý muốn nói rằng là tới chừng mà tu tới cái đỉnh cao rồi đó, sắc và không, sắc cũng không thấy mà không cũng không thấy, nói mà không nói. Đức Phật thuyết pháp 49 năm, Phật nói ta không có nói một lời nào, phải không quý vị? Vậy thì cái trong cái sắc mà nó trở lại cái không, mà trong cái sông cũng không, nó có cái sắc. Vậy nói chung lại là trở lại với cái chân như Phật tánh của mình, nó bình đẳng, nó không có gì nữa và cũng không có cái hình tướng nào nữa. Vậy thì sắc không, không sắc chớ lìa xa là chúng ta phải tìm lại cái tâm của mình, tìm lại cái tâm của mình. Phật ở đâu khi có người hỏi đến, chỉ vào tâm tôi liền nói ở đây. Lặng lẽ nghe, lặng lẽ ngó đêm ngày, sẽ thấy Phật từ xưa nay ở đó. Biển trong yên lặng thấy minh châu, thanh tịnh vô vi ấy lẻ màu. Chư Phật ba đời nương một mạch, hồi quang phản chiếu vọng tâm thâu. Toàn tâm tịch diệt tâm yên lặng, định thấu chân như đạt phép màu. Vô ngã vô nhân vô sở đắc, Phật quang nhật chiếu gạn nghìn thu. Hãy tìm kiếm cái không mới có. Vậy thì chỗ này sắc không, không sắc chớ lìa xa là chúng ta phải kết hợp sự và lý để mà chúng ta lo tu. Sắc và không chúng ta phải mượn cái sự lấy cái lý. Vậy thì nói lại là chúng ta phải tìm vào cái tâm của mình đặng mà chúng ta đi đến chỗ giải thoát. Thôi giờ mấy cái này nó khó quá, cái người chứng đạo mới nói được cái sắc không này, còn cái người phàm tục như mình đây không nói được cái sắc không, chỉ nương theo cái văn tự mà nói thôi, chứ chưa có chứng, chưa có nói được. Thôi giờ cái này nửa sau nhà cho Tư Phương anh tiếp tôi đi, cho tới đây xin tạm dừng quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi giờ trả lại cho chú Tám anh, có gì nữa không tiếp tôi không anh?